Mới đây, trong buổi làm việc của đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân TP.HCM với Ủy ban Nhân dân TP về giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, Chủ tịch thành phố ông Trình Vĩnh Tuyến khẳng định sẽ tập trung giải quyết dứt điểm đối với khoảng 17.000 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2018. Theo đó, Ủy ban Nhân dân TP sẽ chỉ đạo các địa phương tiến hành phân loại các trường hợp này đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018 và giải quyết xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. Trường hợp nào chưa giải quyết được thuộc về trách nhiệm của người dân thì địa phương trả lời công khai, minh bạch cho người dân biết. Trường hợp nào pháp lý chưa rõ phải có báo cáo. Đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân TP, các ngành, địa phương cần khẩn trương đề xuất giải pháp xử lý.